Triệu Vy sống sao sau một năm bị cấm sống vì scandal chấn động? Bên cạnh những nhân vật tạo bão dư luận trong nước năm 2021 như Hoài Linh, Hải Tú, CEO Nguyễn Phương Hằng, thì Hoàng Châu Cách Cách Triệu Vy cũng được dân mạng Việt Nam quan tâm nhiệt tình. Đặc biệt, tại sao Triệu Vy bị phong sát chính là câu hỏi về lĩnh vực giải trí điện ảnh duy nhất trong top câu hỏi được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Ngoài ra, định nghĩa phong sát liên quan đến loạt lùm xùm của nữ diễn viên và loạt sao Hoa ngữ cũng được người Việt tích cực tìm hiểu thông qua nền tảng trên. Trước đó, Tiểu Yến Tử được cho là bị cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm hạn chế hoạt động vì loạt vi phạm trốn thuế, thành lập công ty ma, giả số liệu kinh doanh, gây chấn động showbiz. Hàng loạt bộ phim đình đám sau truyền hình nền tảng trình chiếu lần lượt xóa bỏ tên cô, các cụm từ khóa liên quan đến Triệu Vy đều trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc. Theo truyền thông Hoa ngữ, chính phủ nước này quyết liệt thực hiện một cuộc thanh lọc làng giải trí với các biện pháp cứng rắn mạnh tay nhằm chấn chỉnh kiểm soát các hoạt động của nghệ sĩ và fan. Cơ quan chức năng Trung Quốc nhiều lần khẳng định những nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và lối sống đều không có cơ hội trở lại làm việc trong làng giải trí. Thậm chí còn có tin đồn cô bị truy nã toàn cầu phải bỏ trốn sang Pháp, nhưng sự thật không hề có thông tin về Triệu Vy trong danh sách những kẻ bị truy nã. Đến nay, sự cố Triệu Vy vẫn là một dấu hỏi lớn với công chúng. Dù đã hứng chịu màn xóa sổ trên mạng, nhưng Minh Tinh 7X vẫn chưa nhận được văn bản chính thức liên quan đến lệnh cấm mà cộng đồng mạng xôn xao suốt thời gian qua. Điều này khiến nhiều người liên tục đặt câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra với nữ diễn viên quyền lực này? Trước sự băn khoăn của dư luận, bản thân sao nữ họ Triệu lẫn cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất cứ phát ngôn nào. Tuy nhiên, theo Sina, Triệu Vy không nằm trong nhóm nghệ sĩ bị cấm sóng của Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc công bố vào cuối năm 2021. Danh sách này có 88 người, bao gồm người nổi tiếng trên mạng xã hội và nghệ sĩ trong showbiz vướng bê bối dính dáng luật pháp, đi ngược đạo đức như Trịnh Sản, Trương Chí Hạng và Ngô Diệt Phàm. Telltale cho biết những người bị nêu tên trong danh sách không có cơ hội trở lại ngành nghệ thuật. Theo thời báo Hoàn Cầu, từ tháng 9 năm 2021, những ngôi sao có hành vi sai trái như sử dụng chất kích thích, trốn thuế, tấn công tình dục hay lối sống cá nhân ảnh hưởng xấu đến xã hội đều bị gắn thẻ nghệ sĩ ô danh vào lý lịch trên Internet. Danh sách các sao bị gắn mác làm ô nhiễm bầu không khí nghệ thuật có Ngô Diệt Phàm, Trịnh Sản, Kha Chấn Đông, Trương Triết Hạng, Hoắc Tôn, Phạm Băng Băng, Phùng Tổ Danh, con trai Thành Long, nhưng không có tên Triệu Vy. Dù vậy, tờ Apple Daily của Hồng Kông tiết lộ có lệnh cấm ngầm cho Triệu Vy tại Trung Quốc đại lục. Cơ quan quản lý văn hóa không công bố tội trạng của nữ diễn viên hay liệt tên cô vào danh sách cấm vận công khai, nhưng vẫn phong tỏa sự nghiệp của Triệu Vy. Trang tin cho biết, người đẹp tên dòng sông đi biệt khó có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh hay dự sự kiện thương mại trong vài năm tới đây. Hàng loạt dự án sắp xếp Triệu Vy đóng chính đã thay thế cô bằng nghệ sĩ khác. Các nhãn hàng thương hiệu quốc tế chấm dứt hợp đồng đại diện với sao nữ. Lần cuối cùng Triệu Vy xuất hiện trước công chúng là vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 tại Hồng Kông. Đây là lần hiếm hoi Triệu Vy xuất hiện sau 4 tháng ngừng hoạt động nghệ thuật. Một số phương tiện truyền thông cho biết Triệu Vy không bị hạn chế xuất cảnh, cuộc sống cũng không bế tắc như những gì người hâm mộ phỏng đoán. Nữ diễn viên không hoạt động trên mạng xã hội tương tác với đồng nghiệp trong showbiz suốt 10 tháng qua, giới nghệ sĩ cũng từ chối nhắc đến Triệu Vy. Theo một số nguồn tin, vào tháng 3, Triệu Vy âm thầm quyên góp hơn 37.000 đô vào quỹ phúc lợi cộng đồng cho bệnh nhân ung thư máu. Việc ủng hộ thiện nguyện được nữ nghệ sĩ duy trì suốt 6 năm, thực hiện dưới danh nghĩa con gái Tiểu Tướng Nguyệt. Ngoài ra, theo On, cái giá Triệu Vy phải trả cho scandal này rất lớn, giá trị khối tài sản của nữ nghệ sĩ giảm mạnh. Trước khi xảy ra ồn ào bị cấm sóng, Triệu Vy nắm trong tay ít nhất 14 công ty. Sau bê bối, cô rút tài sản khỏi hàng loạt công ty đang đầu tư ở Trung Quốc đại lục, nữ diễn viên hiện chuyển hướng làm ăn sang Hồng Kông. Cuối năm 2021, dinh thự trị giá 12,7 triệu đô do Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy đứng tên bị đổi chủ không rõ nguyên nhân. Theo Sina, vợ chồng ngôi sao Hoàng Châu Cách Cách hiện mắc khoản nợ 600 triệu đô la Hồng Kông, tương đương 76,4 triệu đô la Mỹ. Theo HK01, tài sản có giá trị nhất hiện tại của Triệu Vy là 4 nhà máy rượu tại Pháp, tổng giá trị của các nhà máy này gần 51 triệu đô. Đầu tháng 1, doanh nhân Huỳnh Hữu Long sang nhượng 30% cổ phần ở hai nhà máy sản xuất rượu vang cho Hoàng Minh Chính, 21 tuổi, được cho là con trai riêng của chồng Triệu Vy. Hoàng Minh Chính là đại diện công ty, trong khi Triệu Vy vẫn nắm quyền điều hành với 70% cổ phần.